Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một ít lan rừng đơn ca đó, thì em chia ra thành từng các phần các loại cho các bác các anh chị chúng ta có nhu cầu liên hệ đặt mua nhé. Có loại đơn cam rời, đơn cam nguyên bản và có một về đơn cam VIP kia đó, thì em sẽ báo giá cụ thể lần lượt luôn. Thì đầu tiên em xin giới thiệu là đơn cam này có nguồn gốc xuất xứ là từ vùng rừng Mang Giang của Gia Lai nhé mọi người. Thì hiện tại đơn cam mùa này rất là hiếm rồi, anh em đi rừng thì ngày càng ít, nói chung số lượng về cũng rất là nhỏ giọt thôi. Cái này phải gom mấy ngày thì mới được, và trong tự nhiên thì hiện tại cũng rất là hiếm rồi. Nói chung mọi người có nhu cầu mua đơn cam về thì chúng ta đăng ký sớm nhé. Và mùa này mọi người mua đơn cam về thì trong chăm sóc một thời gian nữa là chơi hoa luôn. Thì nếu các bác các anh chị mà chưa biết mặt hoa đơn cam ra sao đó, thì em cũng xin giới thiệu luôn đó. Thì đây hoa đơn cam, một màu cam tuyền rất là đẹp luôn đó. Đây nó đơn cam thì bên đây em cũng có một số giò đó. Cái loại đơn cam nhỏ nhỏ như vậy thôi đó. Đó, hơn ngón tay thôi nhưng mà vẫn ra hoa ra nụ, chơi hoa bình thường nhé mọi người đó. Và cái giống đơn cam mập nụ nụ này thì về cho hoa rất là sai luôn. Đầu tiên em xin giới thiệu là em có 4 phần đơn cam rời, 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè. Đó, thì trong phần nó cũng được 7-8 dề gì đó. Đó, con dề, có con dề rất là mập luôn. Đó, cho anh chị nào thích tự mua về ghép. 4 phần đây thì em chia ra đều nhau rồi nhé mọi người. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, đó, tầm có 7 dề đó. Và có rất nhiều dề mù nù mập. Và cứ giá một phần là 350.000 nhé mọi người, 350.000 cho một phần đơn cam này, đơn cam rời. Thì có 4 phần đơn cam rời thôi đó, em chia đều ra rồi, phần nào cũng đẹp như nhau nên mọi người cứ yên tâm nhé đó. Lấy về mọi người ghép thời gian là có hoa thôi. 4 phần, mỗi phần là giá 350.000 nhé mọi người. Sang phần tiếp theo thì em xin giới thiệu là một cái dề đơn cam VIP. Đơn cam VIP này thì dề này có hai thân tơ rất là to dài, nù mập. Đó. Thì VIP thì nó có giá của VIP nữa nha. Giá của một cái dề này là 350.000 nha mọi người. Dề VIP chỉ có một dề đây thôi, dề duy nhất đây thôi. Dề này thì đẹp nhất lô luôn và được anh em đi rừng bảo quản rất là cẩn thận. Đó. Rồi sang tới cái loại thứ hai. Đó chính là đơn cam nguyên bản. Thì hôm nay em có cỡ hơn chục phần đơn cam nguyên bản. Và mỗi phần là có giá 450.000 nhé mọi người. 450.000 trong phần gồm 5 dề. Đó, 5 dề nguyên bản. Đây mọi người xem. Có một số dề nó bám vào cái khúc củi mục á, nó hơi lung lay thì em cố định lại thêm cái dây rút cho nó chắc chắn. Đó. Thì nói chung là nó vẫn là nguyên bản đó, nên mà cứ yên tâm. Đó. Nhiều khi bám vào cây đơn cam nó hay bám vào mấy cái mặt của củi khô rồi đó, nên cái rễ nó nhiều khi nó hơi lỏng tí đó. Thì cố định thêm sợi dây rút cho nó chắc chắn đó. Cứ một phần gồm 5 dề nhé mọi người. Đây mọi người xem đó, trong phần này có những phần này. Thường thì một phần thì có hai cái dề rất là lớn và ba dề nhỏ. Có một số phần đặc biệt thì ví dụ có 4 dề đúng không, xong có hai mầm thì hơi nhỏ thì em nâng lên thành nó 6 dề đó. Chỉ có một vài phần vậy thôi đó, mọi người xem. Về đơn cam thì mọi người về cái loại đơn cam nguyên bản này thì mọi người về bỏ trong chậu than để giữ ẩm là được, là chúng ta chăm trồng trong tưới như bình thường thôi, như hàng đã thuần thôi. Đó, có những loại mập nù rất là đẹp đó. Nói chung là số lượng cũng không có nhiều nên các bác anh chị chúng ta mua thì phải đăng ký thật nhanh nhé, đó, không là hết. Rồi em xin cảm ơn mọi người, và mọi người có nhu cầu mua thì chỉ cần nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nhé. Mọi người nhắn tin họ tên, địa chỉ rõ ràng, kèm theo cái loại đơn cam cũng như là số phần muốn mua. Thì các bác anh chị lớn tuổi mà ví dụ không biết nhắn tin thì có thể gọi điện trực tiếp cho em nhé.
thì nói chung là ưu tiên nhắn tin thì em chốt đơn nó nhanh hơn. Và khách lưu ý, khách mua lần đầu á, mua một phần á, thì em ship code cho, cũng ví dụ mua nhiều phần vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo nhé.